một bài này kia thì mình chỉ làm bài tập thôi, hoặc là một bài rồi cô cho sẵn hai câu rồi nha, còn một câu thì viết ra cũng phải học thêm nữa ha, bạn nào muốn điểm cao thì học thêm, còn bạn nào mà không chịu học hai câu đi coi đi rồi đó rồi đúng không, cô cho hai câu là 6 điểm rồi. À, lúc này thì còn gọi là thuốc son khí, son khí. Yeah.
không có thuốc thương người nào một vai. Một vai là chỉ nói đến chất độc thôi, chứ chưa nói tới thuốc của bạn nha, phải tỉnh lộ nha. Rồi dựa theo cấu trúc lý hóa han của hệ thuốc của mình thì sẽ có là đại trung dịch, hỗn dịch và hữu tương, hay nói cách khác là đồng thể và dị thể, được chưa? Nói đồng thể là sao và dị thể là sao là biết rồi nha. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ có một cái loại đó là loại son mà đẹp bọt sốt á, nó sẽ phun ra đẹp bọt giống như là cái kem mà kem xịt ở trên mấy cái gì ta, kem xịt ở kem gì đó, cái kem cạo râu có tính không cô? Cái kem đi cạo râu. Thì cái đấy là dạng bọt đó. Rồi kem mà xịt bọt được luôn. Có một dạng thuốc kem xịt bọt. Và sau này mình đi bán thuốc thì nó sẽ có hai dạng là xịt bọt nóng và xịt bọt lạnh. Rồi dựa theo dụng cụ và thiết bị mà tạo nên cái phun mù đấy thì người ta sẽ có là van định liều hoặc là van phun liên tục, hay là còn gọi là van không định liều. Ngoài ra thì mình sẽ có là bơm định liều ha. Rồi được chưa? Ok nè ha. Ưu điểm của thuốc phun mù mình thứ nhất là thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng. Tại sao đây? Tại sao lại thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng đối với thuốc phun mù? Dễ hấp thu. Tại chỗ. Là mình chỉ cần ra ấn cái sợi dây nó tự nhiên nó ở đây và mình chỉ khoai thôi. Hoặc là đối với những người mà bị hen suyễn đi, hen suyễn là cái đường phế quản của họ co lại đúng không? Mà bây giờ họ dùng thuốc uống để giãn phế quản thì nó rất là lâu đời. Tại sao nó lâu? Là nó phải rã cái viên thấm, cái viên thuốc nén này. Sau đó là nó rã thành những mảnh lớn, thành những mảnh nhỏ, xong mới được hoàn tan và hấp thu. Ha, rất mất nhiều thời gian. Còn mấy người hen suyễn mà cũng cố thế, chắc chết rồi, đúng không? Do đó mà sẽ có thuốc xịt tại chỗ, nó có tác dụng tại chỗ liền luôn. Nên là nó nhanh chóng ha. Kế đến là độ ổn định của nó sẽ cao. Cao là do bây giờ người ta đã nén vào bên trong rồi, không có gì tác động được nó hết, trừ khi mà cái mình đấy nó bị ráo, bị móp, bị méo, thì lúc này mình xịt thuốc ra bên ngoài nó có thể thay đổi về cái liều của thuốc hoặc là cái lực ha, cái lực mà đẩy thuốc ra, được chưa? Rồi van định liều, lưu ý cái van định liều là cái van mà nó sẽ giúp cho mình mỗi thuốc, mỗi lần mình dùng nó sẽ liều, nó sẽ chính xác ha. Nên là mình sẽ đọc và xíu nữa mình sẽ học là van định liều và van không định liều ha. Van định liều là mình chỉ ấn một lần thôi, nó chỉ ra đúng một liều đấy thôi, và liều đấy nó chính xác như một, 10 lần là như một luôn ha. Còn van không định liều là mình cứ ấn giữ là cái thuốc nó cứ ra liên tục đến khi nào mà cái bình đấy nó hết thì thôi ha. Đấy là van không định liều. Rồi kế đến là ưu điểm của nó là thay cho dạng thuốc tiêm như là những thuốc hoạt học môn hoặc là thuốc kháng virus tại chỗ mà. Rồi ngoài ra thì nó tránh được cái bất lợi ở đường tiêu hóa nào, hoặc là bị chuyển hóa lần đầu qua gan ở đường tiêu hóa đó. Ví dụ dùng thằng corticoid đường uống thì mình tác dụng phụ ở trên đường tiêu hóa là gì, nhớ không? Corticoid thì với mấy thằng em thằng có thể với là thằng Redi, Methi rồi Beta, Esa là mấy thằng đấy. Nếu mà mình dùng đường uống thì sao? Thì đối với đường tiêu hóa thì nó sẽ gây nên là như Red tại đây đáp trả, cái này là tác dụng phụ, được chưa? Rồi thì nó tránh được cái bất lợi ở đường tiêu hóa bằng cách là dùng bọc đi thay vì người ta uống thì bây giờ người ta sẽ dùng dạng xịt ha, xịt tại chỗ thay vì là sao người này bị đau họng này thì mình xịt tại chỗ ở họng thôi, ngậm thuốc vào họng thôi ha. Còn đối với trường hợp mà bị họng nhưng mà mình uống thì nó sẽ tác dụng phụ tàn thân luôn, chưa kể là dạ dày của mình ha. Rồi kế đến liều thấp, dùng thuốc phun mù này ưu điểm của nó sẽ là liều thấp hơn nhiều và hạn chế được tác dụng phụ. Tại sao dùng liều thấp hơn? Tại sao dùng
nó tác tác dụng tại chỗ rồi. Với lại là nó tránh cái sự tùng hào quan ghen. À, dùng liều tại vì cũng giống như là một cái viên uống à. Khi mà mình uống vô nè, nó phải bị chuyển hóa qua gan nè. Sau nó bị tác động của những cái yếu tố bên ngoài như là đường tiêu hóa, vi sinh vật. Ha, nó sẽ làm giảm cái nồng độ thuốc ở trong máu của mình. Do đó là người ta thường cái thuốc đường uống sẽ là hàm lượng cao hơn những cái thuốc đường tiêu hoặc là đường tạo trộn là như vậy. Ha. Đó, nhiều đĩa kỹ thuật sản xuất phức tạp. Sản xuất phức tạp là do người ta phải nghiên cứu là thầu thuốc nào phù hợp này, vị trí thuốc nào mà nó có tác dụng này, rồi chưa kể là muốn mà có tác dụng đó người ta phải bào chế ra sao, sản xuất ra một cái bình như thế này. Ha. Do đó là cái kỹ thuật sản xuất thuốc này nó rất là phức tạp và máy móc nữa. Ha, tốn tiền máy móc không phải là cái khí mà mình nén vô bình thường đâu nha, như là người ta bơm ra một cái bình ga nhỏ thôi ha. Người ta phải dùng một cái công nghệ là làm lạnh người ta ném khí vô bên trong. À, rồi kế đến chất đẩy. Chất đẩy là mình có thể là khí nén hoặc là khí hóa lỏng mình thấy cô nói đó, trong cái thành phần của thuốc mù của mình á đó. Đó, trong chất đẩy đấy có thể là có nhóm fluorocarbon này nè, là fluorocarbon á. Thì cái thằng fluorocarbon này là một cái thành phần ở trong chất CFC, nghĩa là một cái chất mà sao gây hủy hoại tầng ozone của mình. Và bây giờ thì người ta ít dùng hơn. Ngoài ra người ta có thể thay thế thành thằng hydrocarbon. Nhưng mà thằng hydrocarbon này là khi mà người ta nén quá chặt kèm thêm với cái nhiệt độ nữa thì nó sẽ làm sao? Nổ. Nó sẽ nổ lên ha. Dễ cháy, dễ nổ. Rồi, kế đến nhiều điểm của nó là dùng nhầm đường sử dụng. Ví dụ, thuốc mình đang dùng ngoài da mà bây giờ mình dùng cho đường thực quản thì mình sẽ thấy sao? Thì chắc chắn là nó sẽ gây độc tính rồi, ngộ độc. Tại vì tùy vào loại chất đẩy mà người ta dùng ngoài da hay là dùng ở trong bên trong cơ thể mình, rồi chưa kể là hoạt chất nữa. Ha. Chưa kể là cái dẫn chất của cái hoạt chất đấy nó có độc hay không. Ha. Rồi kế đến là dùng đường xong hết phải có sự phối hợp của bệnh nhân. Ví dụ ha, những người nghe xuyến ấy, khi họ khó thở mà họ dùng bình xịt mà họ ngậm bia thì có dùng được không? Không ha, họ phải cắn vô cái bộ phận mà điểm gì đưa thuốc vào, sau đó là đồng thời là phối hợp với bệnh nhân là bệnh nhân vừa hít vào này, cùng với quá trình hít vào là bệnh nhân phải tự ấm, tự bấm nút điểm gì cái luồng không khí thuốc ấy, nó đi vào sâu bên trong. Nếu như là bệnh nhân mà không có thở ấy, thì thuốc ấy, mình đánh vô nó chỉ ở cái vùng gì hầu họng của mình thôi, vùng miệng của mình thôi, nó không có tác dụng tại phổi của mình, do đó là ảnh hưởng đến điều trị của bệnh nhân. Ha. Nên là thuốc phun mù thì nó khó ở một số chỗ mà dùng trong á. Rồi thành phần của thuốc phun mù của mình ha, thì thành phần gồm có 4 thành phần. Thứ nhất là chất bột, có thể là khí nén hoặc là khí hóa lỏng. Thứ hai là bình chứa. Thứ ba là tan và nút bóng ha, hay còn gọi là mình gọi là đầu phun. Còn thứ năm, thứ tư là thuốc. Rồi chất đẩy của mình thì có thể là khí nén và khí hóa lỏng. Khí nén của mình và khí hóa lỏng muốn được là một chất đẩy thì bắt buộc là nó phải bị nén vào bên trong của cái bình đó ha, phải nén bên trong ha, và nó phải chịu được áp suất cao và nó tạo được nên cái áp suất cao để đi đẩy thuốc ra bên ngoài ha. Và khí hóa lỏng của mình thì lại có hai nhóm là nhóm dẫn chất của fluorocarbon và hydrocarbon. Thì hai nhóm này nè thì nó dễ gây cháy nổ ha, một thằng thì dễ cháy nổ còn một thằng là gây hủy hoại tầng ozone ha. Rồi còn khí nén của mình thì sẽ là khí nitơ, khí carbon CO2 hoặc khí nitơ oxit, được chưa? Cái này tương đối là an toàn đấy nha. Rồi nhóm hydrocarbon á thì nó có thể là có dẫn chất của n-butan ha, hoặc là rồ ban vân vân, hoặc là freon. À, bình chứa của mình là cái thành phần thân á, thì nó có thể là thủy tinh, nó cũng có thể là nhôm, nó cũng có thể là thép không rỉ, nhưng mà bắt buộc
là nó phải chịu được nén. Bởi vì mình ra mình dùng lát suất để gì? Nén cái khí nén với khí hóa lỏng vào bên trong mà. Rồi có phân biệt được khí nén với khí hóa lỏng không? Khí nén là mình chỉ nén cái lượng khí đây vào thành cái kích thước nhỏ hơn thôi. Còn khí hóa lỏng là từ một dạng khí mà mình nén nó thành một dạng lỏng ha. Khi mà mình dùng thì cái khí hóa lỏng đấy nó từ lỏng mà nó thành một cái lượng khí nhỏ. Rồi, cái vật liệu mà mình chứa của mình ha phải chịu được áp suất ha, và nó có thể là nhôm, thủy tinh, thép, không được phải chịu được cái áp suất cao đấy. Rồi, ngoài ra thì nó kèm thêm về mặt là trơ, về mặt hóa học, nghĩa là nó không tương thích với các thành phần trong lớp hợp phần và không tương thích với khí nén và khí hóa lỏng luôn. Nếu như mà nó tương thích nó sẽ tạo nên một cái lỏng. Quen biết là chiều đi buổi sáng là lúc bóng ha, hay còn gọi là đầu phun. Tuy nhiên phun của cái đầu phun đó đó chính là bị kín cái bình ở trên, giống như cái bình ga của mình á, người ta bơm cái bình ga nhỏ nó không phun một quả quá hạn, và khi mà mình dùng cái bếp ga mini á thì mình ấn lên bên trong và nó sẽ đẩy cái van bơm vô phía trong bên trong của cái bình ấy. Nó sẽ làm một cái lỗ mở để cho ga đi ra ngoài và mình vào đây nó có một lửa ha. Thì ở đây thuốc phun mù của mình cũng vậy, thì mình sẽ có một cái van và nước bọt, nó là một cái chúng ta che kín cái bình ha, không bị phát khí, không bị phát thuốc. Và ngoài ra thì cái đầu bấm này là cái nút bấm van này nè, nó sẽ giúp phân phối thuốc ra bên ngoài luôn ha. Rồi yêu cầu về chất lượng của cái van và cái đầu nút bấm là phải cao nha. Nếu như mà van với nút bấm là đủ, mình có nhờ dùng vài lần cái liên bị hư cái rồi thuốc không lấy được thắng bỏ hết chứ đúng không? Nên là cái đấy là nó phải quan trọng nhất, là chất lượng của nó phải cao. Kế đến là nó không được tương thị, giống như là mình chứa thôi cũng không được tương thị với các thành phần trong thuốc của mình, kể cả chất đạm, dưỡng chất, tái dưỡng, hương môn, vân vân. Lựa chọn khí đẩy, do đó mà người ta phải lựa chọn cái khí đẩy này, lựa chọn cái chế phẩm thuốc sao cho nó phù hợp và cách sử dụng thì người ta sẽ lựa chọn cái đầu phun sao cho nó phù hợp. Thứ nhất, ví dụ một cái đầu phun mà người ta muốn dùng ở tay thì người ta phải dùng cái đầu phun ngắn thì đầu phun dài, bắt buộc là phải dài thì nó đến sâu vào cái ống tai ha. Còn mà dùng trong họng họng thì nè, dùng trong cái ít hầu mà nó tới đây nè thì cái ống của mình bắt buộc là nó phải dài. Nếu như mà nó ngắn thì nó chỉ tới cái khoang miệng của mình, nó không vô sâu trong được, nó là dẫn nước vô bên trong nó chưa khó ha. Đi vào van, van của mình thì mình sẽ có hai loại van, là van phun liên tục và van đơn liệu. Van phun liên tục là cô ấn một lần mà nó không ra thuốc hàn và không, nó không ngừng, đến khi nào hết thuốc thì nó mới ngừng. Còn van đơn liệu á là cô ấn một lần là nó chỉ ra được cái lượng thuốc A thôi. Lần hai cô ấn một lần đúng không? Nó cũng chỉ ra được lượng thuốc A thôi, chứ nó không ra hơn. Ha, cho dù là ấn giữ một lần nó cũng chỉ là ra một lượng thuốc A, nó không có thay đổi, nên nó được gọi là van đơn liệu là như vậy. Và mình sẽ thấy là những người nghe cái chuyện này, những người mà bị co thắt khi phê quản á, thì bác sĩ thường nói là mua loại này dùng một ngày một lần là bao nhiêu nhé, một nhé hay là hai nhé hay là ba nhé là như vậy. Nó ấn một lần đó, một nhé ấn một lần giữ, nó không thể không ấn hai lần đó thì nó cứ ra cái mình ha. Rồi về đầu phun của mình thì đầu phun của mình thường thì mình sẽ có bốn loại, là đầu phun mù, thứ hai là đầu phun để tạo thành bọt sốt, thứ ba là đầu phun
ngoài da. Thế cái công thức thì đầu tiên người ta sẽ xây dựng cái công thức thuốc của mình trước. Nghĩa là đầu tiên là phải xây dựng công thức của mình trước, chứ không phải là xây dựng cái chất chất đầy mình chứa, sau đó mới xây dựng công thức thuốc là sai nè. Phải xây dựng công thức thuốc trước. Thuốc của mình là dạng dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương hay là dạng bột, vân vân. Sau đó có dạng thuốc rồi nha, người ta xây dựng xong rồi người ta phải thí nghiệm. Rồi thí nghiệm xong rồi người ta phải lựa chọn về chất đậm, lựa chọn về bình, chọn ven, chọn đầu phun để sao mà nó không bị tương vị với cái thuốc của mình. Chưa? Rồi kế đến là bây giờ người ta đã lựa chọn được những cái chất đậm bình chứa đầu phun ven rồi, bây giờ là tới cái công nghệ kỹ thuật làm sao mà cho thuốc nó vô ha, là kỹ thuật sản xuất thuốc phun một. Được chưa? Và nhớ là cái phương pháp mà người ta dùng sẽ là phương pháp đóng nha, chứ phải đông nha. Đóng thuốc của mình á, đóng lạnh. Tại sao là đóng lạnh mà không đóng nóng, hay là đóng ở nhiệt độ thường? Đóng lạnh ấy, khí nó sẽ tập lại khi mà lạnh. Đúng rồi ha, khi mà lạnh á thì thường mình sẽ thấy là các vật chất lạnh thì sẽ làm sao co lại, và nóng thì sẽ giãn nở. Còn nước là ngược lại rồi ha. Rồi khi mà lạnh thì những cái khi nén khí hóa lỏng của mình nó sẽ co lại, giúp lúc này mình nén nó cũng sẽ dễ dàng hơn, và mình nén được nhiều chất khí hơn. Thì lúc đấy, lúc mà mình dùng thì cái khí của mình nó sẽ đẩy ra mạnh hơn ha, đẩy ra mạnh hơn, giúp tống thuốc ra dễ dàng hơn. Rồi bước đầu tiên người ta sẽ chuẩn bị cái bình chứa phải sạch này. Rồi cân đo đo đếm pha chế thuốc dạng lọc mình. Rồi đi thuốc bật bì, rồi sau đó là cân đo pha chế thuốc ha, rồi chuẩn bị cái bình sạch. Sau đó là người ta sẽ đóng thuốc vào trong bình ha, và đóng bằng phương pháp lọc nha. Rồi đóng van, đóng thuốc vào bên trong, sau đó là người ta sẽ đóng van trước. Đóng van sau đó người ta mới ném cái khí vào bên trong ha, chứ phải ném khí trước rồi cho thuốc vào chắc chắn là không được rồi. Bắt buộc phải cho thuốc của mình ra trước. Lại đi. Rồi phải đóng thuốc vô bên trong trước ha, rồi đóng lại cái van, sau đó người ta mới ném khí vào, ném chất đầy vào, có thể là khí nén, khí hóa lỏng, được chưa? Rồi sau đó là thành phẩm, rồi lúc này sẽ dán nhãn và đóng gói thôi ha. Rồi đến khâu kiểm nghiệm nè. Kiểm nghiệm thì mình sẽ có hai khâu, ba khâu. Thứ nhất là kiểm nghiệm về nguyên phụ liệu, thứ hai là kiểm nghiệm về quá trình sản xuất, thứ ba là kiểm nghiệm ở cái giai đoạn hàng có thể. Khâu thứ nhất đối với kiểm nghiệm nguyên vật liệu, đó chính là kiểm nghiệm về chất đẩy bình chứa, những cái van đó, xem là nó đối với chất đẩy ấy, thì nó đã mình sẽ định tính là xem nó có phù hợp đúng không, xem có đúng loại chất đẩy hay không, hay là người ta lấy lộn ha. Và kiểm nghiệm thì sẽ bằng phương pháp là xác định ha, có thể dùng những cái máy là mấy tỷ đồng á. Rồi ngoài ra thì người ta có thể là định lượng về tỷ trọng này, tỷ lệ giữa chất đẩy này, rồi đo tỷ trọng áp suất hơi của khí nén than ha. Rồi đối với cái van, cái hút bẩn và ống hút, biết ống nhúng không, ống hút ống nhúng á, trong cái bình á, người ta đeo bên trong đó, giống như nước khoan của mình đấy, nó có một cái van xịn đúng không, nhưng mà nó có một cái ống nối xuống dưới đó, cái đây chính là ống nhúng ha. Rồi người ta sẽ kiểm tra về mặt lý khoan của nó.
tiền luôn cái đấy là tiền đó. Bàn kiểm tra về kích thước của các tiểu phân khi mà nó làm ra nó được xịt bàn bên ngoài nha, lúc mà mình nắm tay rồi đặc tính, người ta còn kiểm tra về đặc tính sinh học và đặc tính lý học vật lý ha. Đặc tính sinh học thì có thể là cùng các thử sinh học này, hoạt lực của điều trị này, hoặc là đặc tính của thuốc ha. Ngoài ra thì đối với Nguyên, đặc tính lý ngoài thì người ta sẽ kiểm tra về áp suất hơn vật lý đó, người ta sẽ kiểm tra về áp suất hơn rồi tỉ trọng ha, hàm ẩm định tính định lượng của cái vật lý đó rồi hết nghe không đủ là cái gì xong thì thuốc mù là thuốc xong thì và nhớ thuốc phân tử thành phần thuốc mù không gồm mấy thành phần hai là gì dược chất với khí nén dược chất và khi nén chất là dược chất của mình.